Rồi tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 10 cây câu nha anh em. 10 cây câu này 10 cây câu hay chi, hạn chi anh em câu bè, câu hanh, câu chấp, câu tôm. Rồi, đếm cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước hàng tổng lỗi một không clip lên đó, anh xem nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái clip mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần của Ruby. Đó. Một cây Ruby thì cây này cứng 15 dài 1m8 thì dòng này là dòng chất liệu liệu carbon nha, hàng carbon, phen là phen Fuji loại xám đây nè, phen là phen bự nha mọi người. Đó thì cây này thì nó bị rạn keo như thế này này, đó bát rạn keo này. Còn rất là chắc nha nè, đó rất là chắc luôn, keo trên đây thì ok. Đó câu vô tư nha, bọn này về câu vô tư, về cho anh em câu hanh chắp, câu cá đổng thoải mái nha nè. Đó cứng 15 dài 1m8, rất là cần đọt tháp nha anh em, rất là dịu nè, nó bao cảm giác luôn. Bass Fuji, phen Fuji. Thì cái này nặng 117g, đọt 1 ly, giá là 400 cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên mọi người là một cây cần của Suzumi. Một cây Suzumi thì Suzumi là một thương hiệu của hàng Korea sản xuất nha anh em, của Hàn Quốc sản xuất. Tem sức đầy đủ, chất liệu carbon đây nè, sẵn đây, nó có thể thấy anh em có thấy nó sẵn. Bass Bass Fuji anh em, F6 Japan, fan cũng là fan Fuji đỏ xám nè, nó chất liệu carbon, đọt cũng là đọt tháp anh em, thì Heiji thì đa phần là đọt tháp nha, đó. Phần trên đây đọt tháp. Để phát tín hiệu báo cá cho anh em rất là ok luôn. Đó phen Fuji loại xám đây, đó rất là ok. Ngoại hình này cái này thì tương đối sạch đây, đẹp đây, không lỗi lầm, không xước xét nhiều hết. Thì cái này nặng là 125g, đọt 0.9, giá công khai cây số 2, giá là 650k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì dòng đây qua này, dòng đây qua carbon mixer, hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa. Thì cái này là bass, bass titanium nha anh em, bass titanium đây, bass tài cao. Thì cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, phôi carbon sắn nè, sắn ít, đọt là đọt tháp nha, đọt tháp titanium. Đó báo cá rất là nhạy nha, cái này cứng ra tầm khoảng 20-30 nha anh em, cứng 20-30, phen cũng là phần Fuji loại xám nha. Ngoại hình tương đối mới nha mọi người, tương đối mới sạch, rất là đẹp luôn. Anh em nào hợp phong thủy thì hút cái này về, nó màu đỏ nè, carbon mixer, power mix, rất là đẹp luôn. Thì cây đai hoa này nó nặng 160g, dài 21, đọt 1 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Giá công khai cây số 3, giá là 900 cộng ship nha, 900 cộng ship. Thì cái này của anh em câu hanh chắp, câu trên bè, trên thuyền, đánh cá đổng, cái lù đồ rất là ok nha. Đó tiếp theo cái số 4. Thì cái số 4 lên mọi người một cây cần của Alpha Taco. Đây thì cây Alpha Taco này một cây Alpha hàng của Nhật nha anh em, hàng Mercedes-Benz sản xuất đây. Đó, hàng của Nhật sản xuất. Thì cây Alpha Taco này cũng dài 2m4 nha anh em, dài 2m1, được sơn giả trúc phôi carbon, hàng còn rất là ok luôn. Đó bát là bát Fuji anh em, bát Fuji Japan, còn rất là mới luôn. Đọt quá là đọt tháp nha anh em, đọt quá là đọt tháp, bu là bu xít nha anh em, bu xít chống sắn, bu xít chống sắn, đọt nó rất là nhạy cá nha mọi người, đây, test đọt cho anh em xem, rất là nhạy luôn. Phen này, phen loại xám, thì cái này nó có xước xát nhẹ thôi. Sức sát nói cái này thì nó chỉ có sức nhẹ thôi chứ không có sức nhiều. Đây cái này đây anh em, chỉ sức nhiều đây thôi. Đó cái này do trong quá trình vận chuyển nhiều cây với nhau nó cạ với nhau thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Đó, chỉ có bao nhiêu thôi, phần còn lại rất là mới luôn. Đó, sơn giả trúc rất là đẹp. Thì hàng quẩn hàng trên em cao cảm giác nha, hàng Heiji. Thì cây này nặng là 140g, đọt 1 ly 3, giá công khai cây số 4, giá là 900 cộng ship nha. Thì cái này thêm đón thì độ cứng ra tầm khoảng 15 nha, độ cứng ra tầm 15 thôi. Đó, đọt rất là nhạy nha. Tiếp theo cây số 5.
Thì cây số 553 cho mọi người là một cây cần Nagato. Thì cây này em lấy tại cửa hàng, hàng cho qua sử dụng. Thì cây Nagato này là một thương hiệu nội địa nha mọi người, thương hiệu nội địa. Thì cây này dài là 1m85. Đó, dài 1m85. Đọt của cây này là 1 ly nha anh em, đọt 1 ly. Độ cứng là 8 đến 15 nha anh em, độ cứng là 8 đến 15. À, thông số trên hộp đầy đủ có túi luôn. Thì vì hàng chưa qua sử dụng nên còn rất là mới nha anh em. Đây. Mọi người còn rất là mới luôn. Đó, đọt cứng ra tầm 8-15 anh em, đọt rất là dịu luôn. Đó, tính thanh cháp này bảo ok nha. Đó, tính cảm giác rất là mới nha anh em. Đó. Nagato ở đây Nhật. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 900 cộng ship nha anh em, 900 cộng ship số 5. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Nagato, một thương hiệu nội địa Nhật. Thì cái Nagato này, một cây Nagato dài là 2m1 anh em, dài 2m1 hai khúc. Đọt của nó vẫn là 1 ly, độ cứng ra tầm khoảng 5 đến 8 thôi. Đó, độ cứng ra tầm khoảng 5 8 thôi. Rất là dịu luôn. Đó, rất là dịu luôn. Hàng này đánh cảm giác thì còn gì bằng nữa. Đó. Hàng vẫn còn túi, hộp đầy đủ. Ngoại hình cực kỳ mới. Nên em, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó, cái số 6. Bát vẫn là bát Fuji, FS6, fan vẫn là fan Fuji lỗi xám. Đây. Fan còn rất là mới, fan luôn mọi người, fan còn rất là mới luôn. Rất là đẹp. À, vô cũng vậy. Kim tuyến nè. Rồi, giá công khai cây số 6 giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship cây số 6. Tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 em lên cho người một cây còn túi luôn anh em. Túi này khá là xịn nè. Đó, túi kéo xin tia. Lát gòn gì đó. Cây này dài 21 cứng mừ. Đó, nó đây. Cây này cũng còn rất là mới luôn, 21 cứng mừ. Chất liệu carbon. Đó. Đây nè, phôi carbon nhá. Đó. Đây, sơn phủ lớp ở ngoài rất là đẹp luôn nè. Carbon nhám ở ngoài. Cái này cứng mừng, dài 21 nha anh em. Đó, chất liệu carbon. Đây, 20 carbon. Đọt vẫn là đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Phong là phong Fuji. Rất là đẹp luôn. Thì anh em cần thì báo em chụp cận cảnh cho anh em xem nha. Thì cây này nó nặng là 170 gram, dài 21 đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 2. Đó, đọt cứng ra mừng. Giá công khai cây số 7 giá là 900 nha anh em. 900 cộng ship cây số 7 rất là đẹp nhé. Tiếp theo qua đây là những cây hai chi gấp gò hiếm luôn. Tại vì hàng hai chi nó trên 2m1 á, cực kỳ hiếm đây. Là mấy cây này. Thì tiếp theo cây số 8 nha anh em. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của Suzumi. Đó, Suzumi. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7. Thì cái này một cây hàng của Korea sản xuất anh em, hàng của Hàn Quốc sản xuất, hàng Suzumi. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây Suzumi. Chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Đây, phôi sơn cực kỳ ok nha. Bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Rất là đẹp luôn. Thì dạng cái này dài 2m7 á, cực kỳ hiếm. Đó, dạng hai chi dài 2m7 là thuộc dạng hiếm rồi. Đó, đọt cái này nó 2m7 mà cứng ra tầm khoảng 20 thôi nha anh em, 2m7 cứng tầm khoảng 20 thôi. Đó, dạng này mình cảm giác câu hanh cháp, câu trên bè trên thuyền ghe nha anh em, câu bến cảng á. Đây, test đầu công nha anh em. Đó, okay, công hình chữ C, bao cảm giác, bao nhạy cá luôn. Thì cái này nặng 150 gram, đọt 1 ly 7, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cây số 8 giá là 900 nhé. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 và cây số 10 là một hai cây hàng hệ. Đó. Thì cây số 9 là một cây cần của Shimano. Đây Shimano. Cán gỗ. Đây loại này loại carbon hay da nha mọi người. Đây, đó. Carbon hay da. Rất là đẹp luôn.
Thì cái này dài 27, độ cứng là 10 đến 15. Đó, rất là hiếm. Đây, phôi thì ok, đó. Phôi hết sảy rồi. Đó. Đọt đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Đó. Đây, à, hàng hàng nguyên zin nha anh em, chưa độ chế gì hết. Đó. Thì cần này thì nó cũng có xuất sắc đi ti vài điểm thôi. Thực sự thì không ảnh hưởng gì hết, nó rất là đẹp. Hàng này về anh em sưu tầm để anh em để câu dạng câu cảm giác, lâu lâu thả mấy cái lỗ ở bè đó, đánh đứng xa xa thả lỗ câu còn như bằng đó. Đây, test đọt cho anh em đó, đọt cứng có 10-15 thôi nha anh em, rất là ok nha, rất là phê luôn. Thì cái này nặng 152g, đọt 0.8, giá công khai cái số 9, giá 1.3 nha anh em, 1.3 cho cây số 9 carbon sẵn thế này đó. Tiếp theo cây số 10, cây cuối cùng vẫn ok hàng hệ. Đây, cây số 10 em lên cho mọi người một cây của Shimano đó. Thì cây Shimano là một cây Shimano hàng hệ nha anh em, Shimano hàng hệ đó, carbon sẵn ít dạng Hippo X đó, rất là đẹp luôn. Thì cái này dài 3m3 nha anh em, dài 3m3 đó. Thì loại này về cho anh em câu thanh cháp, không thôi anh em dạng câu chép dịch vụ á, đánh còn gì bằng, rất là ok nha. Săn ít tới ngọn nha anh em, bu là bu xít. Thì cái này không phải đọt tháp nha mọi người, cái này đọt nguyên đọt carbon luôn. Đó, săn ít tới ngọn. Thì mấy cái trắng trắng này nè là mấy Nhật đánh sơn nha anh em, sơn lại cho anh em có buổi tối ha, tay phát tín hiệu cho anh em dễ nhìn nha. Nó anh em không thích thì anh em về lấy acetone lau ra, nó ra cái này là sơn nha anh em. Rất là đẹp cho cái phôi luôn nhá. Fan Fuji, bát Fuji, anh em fan bát Fuji mà bát đời cao nữa. Đây, Fuji sát. Anh em vẫn có xuất sắc đi ti nhá, không chấm khỏi nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, xuất sắc đi ti. Rồi, cây số 10, cây số 10 dài 3m3, nặng 140g, đọt 2 ly, đọt cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Giá công khai cây số 10, giá là 1.6 triệu cộng ship nha. 1.6 triệu cộng ship cái cung số 10. Rồi, đó tổng cộng là 10 cái càng em lên cho hôm nay. Nếu em ưng cái nào chốt, em lại xuống thuận tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.